Tự điều trị răng miệng, những rủi ro bạn nên biết. Chăm sóc sức khỏe răng miệng là rất quan trọng, nhưng nhiều người thường tìm cách tự điều trị khi gặp phải các vấn đề về răng. Mặc dù một số biện pháp tại nhà có thể mang lại hiệu quả tạm thời, nhưng tự điều trị cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng lo ngại. Dưới đây là những điều bạn cần biết trước khi quyết định tự điều trị. 1. Chẩn đoán sai. Rủi ro khi tự điều trị, bạn có thể không nhận diện chính xác nguyên nhân gây ra vấn đề. Điều này có thể dẫn đến việc sử dụng phương pháp không phù hợp, khiến tình trạng tồi tệ hơn. Giải pháp, nếu bạn gặp cơn đau hoặc dấu hiệu bất thường, hãy tham khảo ý kiến nha sĩ để được chẩn đoán chính xác. 2. Nhiễm khuẩn Rủi ro, sử dụng các biện pháp tại nhà như chích, nặng hoặc áp dụng thuốc không đúng cách có thể gây ra nhiễm khuẩn. Giải pháp, tránh các phương pháp xâm lấn và hãy để nha sĩ xử lý các vấn đề như sâu răng hoặc áp xe. 3. Tác dụng phụ của thuốc Rủi ro: Một số thuốc giảm đau hoặc thuốc kháng sinh có thể gây ra tác dụng phụ hoặc tương tác với các loại thuốc khác mà bạn đang dùng. Giải pháp: Luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào để đảm bảo an toàn. 4. Thiếu kiến thức chuyên môn. Rủi ro: Người không có chuyên môn dễ bị thiếu kiến thức về cách sử dụng các sản phẩm chăm sóc răng miệng, dẫn đến hiệu quả thấp hoặc nguy cơ cao. Giải pháp: Học hỏi từ các nguồn thông tin uy tín hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tự điều trị. 5. Kéo dài thời gian điều trị. Rủi ro tự điều trị có thể làm kéo dài thời gian điều trị các vấn đề răng miệng, khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Giải pháp: Không trì hoãn việc đi khám nha sĩ khi bạn có dấu hiệu đau hoặc khó chịu. 6. Chi phí cao hơn. Rủi ro tự điều trị không thành công có thể dẫn đến tình trạng nghiêm trọng hơn, khiến chi phí điều trị sau này cao hơn rất nhiều. Giải pháp: Đầu tư vào việc khám và điều trị ngay từ đầu để tiết kiệm chi phí và thời gian trong tương lai. 7. Tổn thương về răng và nướu. Rủi ro, các phương pháp tự điều trị có thể gây ra tổn thương cho men răng và nướu, dẫn đến các vấn đề lâu dài. Giải pháp, luôn lựa chọn các phương pháp an toàn và không xâm lấn, và nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, hãy đến nha sĩ. Kết luận, mặc dù tự điều trị có thể hấp dẫn và tiết kiệm thời gian, nhưng rủi ro đi kèm có thể lớn hơn bạn nghĩ để bảo vệ sức khỏe răng miệng hãy luôn tham khảo ý kiến chuyên gia và thực hiện các biện pháp chăm sóc răng miệng một cách đúng cách điều này không chỉ giúp bạn duy trì nụ cười khỏe mạnh mà còn bảo vệ sức khỏe tổng thể của bạn hãy nhớ việc chăm sóc răng miệng là một đầu tư cho sức khỏe và hạnh phúc của bạn